Chào anh em, mình là Kay. Thì hôm nay mình làm clip về độ chính xác của thiên nhãn với long kích. Thì thiên nhãn với long kích này á, nó có hai mốc độ chính xác. Mốc đầu tiên là 5K cộng với bùa giảm né tránh. Mốc thứ hai là 9K cộng với bùa giảm né tránh. Nha anh em. Trước tiên á, thì anh em cứ tăng mát hỗ trợ hết. Hết nha anh em. Và anh em phân phối điểm tiềm năng sao cho nó vừa tròn 5K hoặc 9K do anh em lựa chọn. Mình chỉ khuyên anh em á là anh em lựa chọn bao nhiêu á là anh em phải dựa vào đó để BK nha anh em. Ý á là mình có những gì, mình tăng những gì, mình dựa vào mình đánh nha anh em. Và cụ thể hơn á, giống như đồ trang bị đi, là mình á, là mình mang 80 chón, 80 thời gian làm chậm. Và ở đây á, là mình mặc đồ, là mình BK thập đại môn phái nha anh em. Thì mặc đồ này á, mình chắc chắn là mình thua Gami rồi. Tất nhiên là kỳ hệ mà phải thua thôi. Mình ở đây á là mình không có bao quát được hết đâu anh em. Mình nên lựa chọn được gì mất những gì thôi anh em nha. Chứ không phải anh em mà cứ mà anh ba anh em bao hết á là anh em thiệt thòi à, chắc chắn luôn. Đôi khi anh em bị nửa nạt nửa mỡ, nó giống như là không đi tới đâu anh em nha. Bây giờ mình sẽ tăng thử, xem thử cái server này mình tăng thân pháp 5K và 9K coi nó tốn bao nhiêu điểm tiềm năng nha anh em. Thì có rất nhiều server nên anh em cứ phân phối từ từ thôi, đôi khi AD nó fit mình cũng không dám chắc. Cứ tăng từ từ là lên mình lựa chọn chính xác 5K hay 9K là do anh em lựa chọn hết. Đây đồ đạc của anh em mà. Thì thiên nhãn này, vô long kích này nó dễ chơi thì cũng dễ đó. Vậy là mình tăng 5K độ chính xác thì tiêu hao thân pháp là 155 điểm. Bây giờ mình xem thử mình tăng lên 9K coi thế nào nha. Thì theo mình thấy á, mình tăng 5K là chính xác á cộng với bùa giảm né tránh á thì cũng có mít, ý là cũng có đánh trượt đối phương có thể chạy ra được. Và mình tăng 9K cộng với bùa giảm né tránh á thấy là hầu như là không mít nha anh em. Nếu mà server nó thay đổi gì này kia á thì anh em cũng phải test thử, xem thử coi AD nó có ít khi nhận lương kích không nha anh em. Tại giờ rất nhiều server mà cái gì vô phải xem thử. Rồi là mình tăng thân pháp 250 mới được độ chính xác 9K nha anh em. Thì đây mình đã đưa các mốc cho anh em, cho anh em nào tham khảo và đang chơi thiên nhãn với long kích thì xem thử cứ hai mốc này cảm nhận của anh em thế nào. Và anh em nào cứ test thoải mái nha anh em. Nếu mà anh em mà thấy 9K phù hợp với cách lối chơi của anh em á thì anh em chơi, và mốc insect 5K phù hợp với cách nói chơi của anh em thì anh em cứ lựa chọn, chứ không phải nhất thiết là như thế này như thế nọ nha anh em. Tại sao? Tại vì á tăng 5K 9K đều có điểm mạnh và điểm yếu. Nếu tăng 5K thì mình á sẽ được dư giả điểm tiềm năng hơn, nên mình thể lựa chọn và mình BK như thế nào với đội xét 5K. Tại vì á mình đánh đối phương được là mình cứ đánh, còn mình bị dính đam ngu gì mình đánh nên anh em, mình phải chạy thôi đúng không anh em.
Và tăng 9k, điểm mạnh đó là mình đánh được đánh hoài luôn, đánh theo chu kỳ, theo cái chu kỳ của chiêu trăm hai luôn. Nếu anh em phù hợp thì anh em cứ lựa chọn nha anh em cứ test thoải mái nha. Thì đồng ý tăng 9k với 5k nó rất khác biệt, nó chỉ khác nhau á là mình 5k thì mình dư giả hơn điểm tiềm năng, mình có thể đa mình to hơn nha anh em, và máu mình khỏe trâu hơn. Đó là sự lựa chọn của riêng mỗi người. Mình sẽ chốt video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, chào anh em ạ. À.